Tiếp tục chào đón quý vị đến với clip tổng hợp tiếp theo. Loa, âm ly, tổng hợp thì nó rất là nhiều. Sau đây giới thiệu đến quý vị một số mã này. Ví dụ như là con Pioneer, hai thước Pioneer đời 1 này. Tiếp tục đến ghế massage, massage chân, kèn, bộ kèn và bộ máy chiếu. Rồi là loa EV. Báo cáo quý vị là về tiếp được một đôi nữa đây. Hôm trước có bác nào đặt, hôm trước có một đôi EV về, cách đây khoảng độ 1 tuần về thì khách hàng đã nhận rồi. Đây là dòng loa EV của Mỹ, thiết kế với một bát 40, họng kèn trên 40. Đôi này thích hợp cho quý vị vừa nghe gia đình vừa hát gia đình. Với dòng loa Mỹ thì cái chất âm của nó không thể chê được rồi. Không muốn khen nhiều, chỉ muốn báo giá luôn là đôi EV này có mức giá 16.800.000 cũng như đôi trước. Và em sẽ quay gần lại chi tiết như đôi trước cho quý vị. Quý vị hãy so sánh nhé, để tránh là nhiều quý vị bảo ôi đôi kia nó vừa bán lại không bán được. Không có đôi nào giống đôi nào cả, quý vị cứ nhìn chi tiết em quay sát lại cho quý vị, sẽ so sánh luôn. Mặc dù nó là một mã nhưng mỗi một đôi nó hàng nó đều qua sử dụng thì không con nào nó sẽ đẹp như con nào như hàng mới lúc mới cả. Mà nó sẽ phải là ví dụ như con này nó có hai cái chấm này chẳng hạn, nó hơi xước sát một tí này chẳng hạn, hay con kia nó sờn sờn chỗ này, nên là không có con nào giống con nào, được chưa? Để em quay luôn chi tiết cho quý vị. Đây là đôi loa EV thứ hai, có mức giá là 6.800.000, dòng loa EV đến từ nước Mỹ. Đôi loa EV này có chiều sâu là 40, chiều ngang này 1, 2, 3, chiều ngang 60 và chiều cao 1, 2, 3, 4, chiều cao là 80. Hai bên có tay sách, và dập thương hiệu logo của EV, ở Mỹ. Về phía trước thì em nó được thiết kế với lại một bát 40 bên trong cái lưới sắt này, bát 40 bên trong lưới sắt này. Về phía dưới cùng được thiết kế với hai lỗ thông hơi. Đôi này được thiết kế về chất thì không chê được rồi, chất mà đi chê loa Mỹ thì không chê được rồi. Họng kèn đây, họng kèn size nó khoảng độ 45, họng kèn size 45, họng kèn đấy. Con này đáp ứng được tất cả các thể loại nhạc cho quý vị chơi. Quý vị chơi thoải mái, chơi cái gì cũng được, nhạc gì em cũng yêu. Hát karaoke, giải trí, phòng trà, gia đình, sân vườn, nhà nào có phòng lớn được hết. Cái đặc biệt của em nó đây, quý vị nhìn này. Đây là đôi loại SH1502R, được chưa? 1502R, hàng made in USA, made in USA luôn. Hàng của Ueda. Con này công suất 200W, trở kháng 8 ohm, 200W trở kháng 8 ohm. Tất cả được bọc nỉ, tất cả được bọc nỉ hết. Để em quay về phía trước bên này cho quý vị nhìn nốt con này, chứ không lại bảo là hai con giấu giếm giếm nó khác nhau, được chưa? Đấy. Tất cả đây là những cái vết bụi. Đây, vết bụi theo thời gian. Những cái này rất là dễ. Dễ là sao? Quý vị về dùng cái bàn chải giặt của mình ấy, để khô, trà lên, trà lên, trà nó thổi, nó bụi nó bay ra hết, thế là sạch từng. Đấy. Con EV này, con đôi loa EV này, có loa EV của Mỹ này có mức giá là 16.800.000 đây. 16.800.000 chiều tất cả các thể loại nhạc cho các bác, được chưa? Đấy, tiếp đến là đôi loa loa súp hơi dòng củ rất là khủng. Con này thì bán mất rồi, có phiếu mất rồi, chưa đăng. Có khách đặt hôm qua có hai con đăng bán rồi. Con này cũng tiếp tục, con này bát 25 đến 27, con này cũng củ quá khủng, giá 3.900.000, 3.900.000 bát 25. Bác nào cần chi tiết em gửi củ cho, con này thì củ đỉnh cao rồi, đúng rồi đấy, 3.900.000. Còn tiếp đến sang đến đây, sang đến đây, sang đến món kèn đi. Đây là chiếc kèn Chupet hay Chupen gì đây. Có đây, về thùng của em nó này, rất là đẹp. Thùng rất là đẹp luôn. Nó không phải loang lổ đâu, mà thích này quý vị lau đi, lau đi cho nó sạch. Đấy. Thùng cặp còn rất là đẹp, tay sách còn đẹp luôn. Chiếc kèn này có giá là 3.500.000. Quý vị về có thể chơi hoặc trang trí tùy các bác. Đây là chiếc kèn Chupet hay Chupet gì không biết, đọc đây mở ra. Đấy. Xung quanh hộp được bọc một lớp nỉ, lớp nỉ xuống hết, được chưa? Đây, về kèn đây, thì tay kèn, nút kèn đây,
nó có mức giá là 3,5 triệu. Được chưa? Đây là cái đầu đầu này để cắm cắm vào đây, cắm vào để thổi tiếp đây, nhưng em không nhấc ra, nhưng cứ để ở đây thì báo quý vị chứ không lại bảo không có. Đây, đây là về kèn chu pet hay chu pet thì em cũng không biết đâu. Đấy, đây model hay là một quý vị có thể dùng để chơi hay thổi thổi kèn hay là để trưng bày, tùy tùy các bác, để trưng bày tùy các bác, thế thôi. Đấy, ở những chiếc kèn này để trưng bày tùy. Đấy, đấy, được chưa? Em nó có giá là 3,5 triệu một bộ này, 3,5 triệu cả hộp tất cả, em đã ghi giá rồi, 3,5 triệu. Tiếp tục mời các bác đến với sản phẩm tiếp theo, đó là máy massage chân. Thì hàng ngày đi làm thì rất là mỏi mệt rồi. Đây, đây là chiếc máy massage chân. Các bác có thể đặt massage chân trên này và điều khiển bấm bằng bàn phím và các chế độ trên này luôn. Tất cả hàng bao hoạt động bình thường, hoạt động tốt luôn. Chứ không để nhiều lúc cứ nói ào ào, các bác lại bảo là ở đây, quý vị có thể nhấc cái tấm lót này ra để đi giặt, giặt cho nó sạch đấy. Xong lại gài nó vào. Đấy, vào. Xung quanh đây là tất cả những cái viên bi rồi là các bánh lăn bánh xe, nó làm nó massage chân cho quý vị. Đây là chiếc máy massage chân của Nhật, hàng của Nhật luôn. Báo giá luôn cho quý vị, nó cũng khá nặng đấy, giá 2,9 triệu một chiếc máy massage chân này. Hàng của Nhật các bác ạ, chứ không phải là hàng vớ vẩn đâu, hàng Nhật nhá. Đây là chiếc máy hàng của Nhật, máy massage chân Tescom. Tescom, quý vị nhìn tên này, Tescom TF1000. Máy massage chân khá là nặng. Còn đây, đây là công tắc của em nó. Đấy, về đằng sau. Đây, tất cả về nội thất của em nó còn rất là đẹp. Phải nói luôn là nó cũng gần như mới, gần như mới luôn. Hàng của Nhật. Hàng này thiết kế của Nhật, nó chạy điện nhớ quý vị nhé, em nó chạy điện 100V. Hàng dùng cho nước Nhật, chạy điện 100V, sản xuất cho nước Nhật, dùng một chạy điện 100V, được chưa? Chạy điện 100V đó các bác ạ, 100V. Giá của em nó là 2,9 triệu. Chiếc Tescom TS1000 giá 2,9 triệu. Tiếp tục sang với chiếc máy massage chân tiếp theo. Để em đặt chiếc này ra, để em nhấc chiếc kia xuống để giới thiệu cho nó dễ. Máy massage chân con này đây, máy massage chân tiếp theo màu trắng. Con này là màu ghi. Con này màu trắng tinh này. Màu trắng tinh, công tắc đây. Công tắc chân. Con này cũng màu trắng này cũng có giá 2,9 triệu. Để em nhấc xuống đây cho quý vị cho nó thích, được chưa? Nhấc đây. Đây, đây là các công tắc dẫn đèn báo và tốc độ. Đây là chiếc máy massage chân thứ hai. Con này ở đây có cái tay sách, con này có tay sách luôn. Đấy. Về dưới đáy của em nó. Con này cũng chạy điện xem nào, 100V. Hàng sản xuất dùng trong nước của Nhật, sản xuất cho nước Nhật sản xuất. Chạy điện 100V thì chỉ có hàng dùng cho nước Nhật thôi. Điện 100V. Cũng chạy điện 100V luôn. Nó có giá là 2,9 triệu. Con này là con gì đây? Triver à? River gì đấy. Đấy, quý vị cứ nhớ con này, con màu trắng cho em đi, giá 2,9 triệu. Tiếp tục đến con tiếp theo nữa là con màu vàng. Con này giá 1,9 triệu. Cũng máy massage chân, cũng River màu vàng, y như con kia. Nhưng nó là màu vàng. Nó màu vàng, nó không được sáng sang trọng hơn con kia thì nó có giá 1,9 triệu. Đấy. Nó cũng y như con màu trắng vừa đây. Tên của nó cũng thế, nhưng nó là màu vàng. Được chưa? Ok chưa các bác? Đấy, cục công tắc đây. Giá của em nó là 1,9 triệu. Máy massage chân. Để sang tiếp tục với lại đây, tiếp tục đến với lại chiếc máy chiếu. Chiếc máy chiếu thì đây, đây là chiếc hộp xốp để đựng nó. Chiếc máy chiếu đây, Fujifilm. Chiếc máy chiếu này thì thôi em để cái hộp mà đựng nó đây. Cái nắp của nó đây, nắp Fuji đây. Được chưa? Đấy, hộp của nó. Đây là chiếc máy chiếu. Máy chiếu, quý vị nào muốn sưu tầm hoặc chơi những đồ này
Và những và đặc biệt là những cuốn băng của máy chiếu này bây giờ có rất nhiều bác sưu tầm vẫn có trên kênh, các bác gõ Google rất là nhiều. Đây là chiếc máy chiếu của Fuji M25, Fuji Film M25. Chiếc máy này có mức giá là 2,9 triệu. Các bác có thể về chơi sưu tầm hoặc là để thăm, hoặc có nhiều cái lắm, có nhiều cái hay. Đây về công tắc bật này. Đây, nó bật này. Đấy, máy đã hoạt động rồi đấy. Bật đèn chiếu rồi. Các bác có thể dùng mua cuốn băng để cuốn vào chiếu. Đây, có thể bật đây, bật nước nữa là lên led này, lên mode này. Đấy. Lên mode. Chính mode đây. Mode thì nó đang chiếu vào đèn đây, đang chiếu vào đây. Ánh sáng các bác nhìn thấy ánh sáng chưa? Nó đang chiếu vào sau loa đấy. Nó tắt này, đấy. Bật này. Tắt này. Bật đây. Đấy. Ở đây, đây là chính cái đèn chiếu, nó chiếu bóng đây. Nó chiếu qua cuộn băng dây để nó chiếu phim. Đây là những chiếc máy chiếu bóng cách đây khoảng độ hơn 20, 30 năm về trước. Rất hay sử dụng đi các hợp tác xã căng để chiếu cho cái thời em cũng được xem đấy. Và các bác cũng được xem rất là nhiều. Và thời đó người ta chiếu bóng cứ nghe là cuộn phim nó chạy xoạch 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 xoạch. Đấy, giá nó 2,9 triệu, 2,9 triệu. Bác nào thích lấy mua sưu tầm, hàng còn rất đẹp, còn đâu về các bác lau dọn. Đấy, hàng hoạt động tốt luôn. Giá 2,9 triệu, chiếc máy chiếu bóng. Tiếp tục sang đến clip tiếp theo, giới thiệu đến quý vị combo âm ly Pioneer. Đây là combo âm ly Pioneer. Em tắt này, tắt này, tắt rồi. Bật này. Đấy. Con này đèn led xanh rất là đẹp. Con này quý vị nhớ nhá, nó di chuyển đèn, nó di chuyển cả một cái khối luôn. Nhìn rất là đẹp luôn. Này, đèn vu, đèn vẫy nó vẩy, khi dò nó vẩy trên này luôn, rất là đẹp. Đấy, đấy quý vị nhìn thấy chưa, nó vẩy vẩy tần số chưa? Đấy, đấy, đấy nhìn chưa? Nhìn chưa? Đấy. Đấy, vẩy tần số chưa? Đấy, đấy, đấy. Con này di chuyển cả một khối đèn này luôn, rất là đẹp. Con này là một trong những thương hiệu khá nổi tiếng, gọn, rất là gọn gàng của Pioneer. Pioneer A2030. Đây là con âm ly Pioneer 2030 và Pioneer Deceiver. Con này là có cả tuner và âm ly. Âm ly, đây âm ly đây. Âm ly này và tuner. Cả combo này. Quý vị bắt đầu nhá, em đang giới thiệu mặt trước thôi. Chút nữa em sẽ quay mặt bên hông bên cạnh của quý vị. Quý vị nhìn bên hai, bên cạnh của chiếc âm ly, quý vị nhìn này. Bộ phận thiết kế, bộ phận tản nhiệt cho sò của con này quá khủng chưa? Quý vị nhìn thấy nó khủng chưa? Nó rất là khủng. Nó cực kỳ là khủng luôn nhá. Cực kỳ khủng. Đấy. Được chưa? Con này đánh hai cầu AB. Cầu AB luôn, chưa? Có hai cầu AB. Đấy, về bên sườn, đây quý vị nhìn xem. Bên sườn của nó đây. Đấy, hai bên tổng này nó được thiết kế với lại tấm răng tản nhiệt rất khủng long luôn, rất là khủng. Về phía sau. Đây. Phía sau của em nó đây có hai cầu loa. Hai cầu AB luôn nhé, hai cầu AB. Đấy. Con loa này, dòng âm ly Pioneer này đánh rất là hay. Đánh được rất là nhiều loa hay. Combo cả hai thớt này, cả hai thớt combo Pioneer 2030 này. 2030 này giá 5,8 triệu. Đây. 5,8 triệu ạ. 5,8 triệu các bác nhé. 5,8 triệu. Do cái máy cùi nó làm nét lâu quá bác. Đấy, 5,8 triệu. Ok chưa các bác? Đó là toàn bộ clip em vừa giới thiệu đến quý vị một số mã đầu dàn cũng như là một số thiết bị dùng hàng ngày. Cảm ơn quý vị, em tắt này. Đấy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.